Bạn đã quay lại với tiết học của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tiết thứ hai của bài tập đọc những cái tên mà chúng ta đã học xong tiết 1 vừa lúc nãy con nhé. Trước khi vào tiết học mới, mình thư giãn một chút xíu nha. Hồi nãy thì chúng ta đã vận động theo nhạc để chúng ta tập thể dục, tăng cường đề kháng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện một cái hoạt động mà rất là cần thiết mỗi ngày luôn. Đó chính là hoạt động rửa tay 6 bước. Sáu bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng trà tới trà lui, trà bên trái rồi trà bên phải, cùng trà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ qua bước số 2, trà bên ngoài cùng ta kẻ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy chà vào nhau, miết thật mạnh kẻ ngón sạch bông, miết bên trái ta miết bên phải, nếu làm xong thì qua bước 4. Làm bước cuối cùng, đầu ngón tay xoay lòng bàn tay, xoay tay trái rồi đổi tay phải, ta cùng xoay vì tay sạch cũng xong hết rồi, rửa nước thôi. Như vậy chúng ta vừa mới thực hành xong hoạt động rửa tay đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng bước vào tiết học thứ hai ngày hôm nay. Trước khi vào tiết học, con hãy nhắc lại giúp cô nội dung bài tập đọc những cái tên mà mình đã tìm hiểu ở tiết 1. Mình còn nhớ không nào? Đúng rồi, rất tốt. Đó chính là mỗi cái tên đều có ý nghĩa và gửi gắm những điều đẹp đẽ mà mẹ cha mong ước cho em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một hoạt động tiếp theo. Đó là hoạt động gì nè? Chúng ta cùng quan sát trên màn hình nha. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động thứ ba con nha, hoạt động luyện đọc lại. Vậy thì ở hoạt động này cô sẽ hướng dẫn con một số cách để chúng ta luyện đọc lại bài thơ hay hơn và truyền cảm hơn con nhé. Cô lưu ý con ở giọng đọc của bài thơ như sau. Khi con đọc bài thơ chúng ta chú ý, chúng ta đọc với giọng thông thả, trong sáng và vui tươi. Bây giờ thì cô sẽ đọc mẫu cho con nghe hai khổ thơ phía dưới. Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên, bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp, như viên ngọc vô hình, tên không rơi, không mất. Mình chú ý, khi chúng ta đọc, bởi vì khi chúng ta đang nói về những cái tên với một cái thái độ rất là tự hào, rất là vui vẻ, nên khi chúng ta đọc bài thơ chúng ta sẽ sử dụng giọng đọc thông thả, trong sáng và vui tươi con nhé. Nào, bây giờ cô cùng với con chúng ta sẽ luyện đọc lại khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba nhé. Chú ý giọng đọc giúp cô, thông thả, trong sáng và vui tươi. Con hãy bấm ngưng màn hình và luyện đọc giúp cô nào. Như vậy chúng ta vừa luyện đọc lại xong một số khổ thơ trong bài thơ những cái tên. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua một hoạt động tiếp theo là luyện đọc thuộc lòng. Sau đây cô sẽ hướng dẫn con cách để chúng ta học thuộc lòng hai khổ thơ trong bài thơ những cái tên. Cô sẽ hướng dẫn khổ thơ trên màn hình là khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba. Rồi sau đó tùy con thích khổ thơ nào thì mình sẽ vận dụng theo cái cách cô hướng dẫn để mình học thuộc lòng tại nhà con nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát trên màn hình để cô hướng dẫn các bạn học thuộc lòng khổ thơ thứ hai nào. Đầu tiên con đọc lại giúp cô khổ thơ thứ hai nha. Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên, bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em. Bây giờ cô sẽ che một số từ ngữ, sau đó con tự nhớ lại các từ ngữ mà cô đã che và chúng ta tập đọc lại xem chúng ta có nhớ được khổ thơ này không. Rồi bạn đọc giúp cô nào.
Em còn trong bụng mẹ, cha đã lo đặt tên, bao nhiêu điều đẹp đẽ mẹ cha ước cho em, được không? Rất là dễ đúng không nào? Rồi, đọc lại một lần nữa giúp cô đi. Rồi, bây giờ thì cô sẽ xóa hết luôn khổ thơ thứ hai. Ai có thể đọc lại được giúp cô nào? À, nếu như mình đọc lại được là rất là giỏi luôn và cô sẽ khen các bạn rất là nhiều. À, bây giờ thì tương tự như vậy, cô sẽ hướng dẫn con luyện đọc khổ thứ ba. Tên cùng em ra đường, tên theo em đến lớp, như viên ngọc vô hình, tên không rơi không mất. Cô cũng che đi một số từ ngữ. Con hãy luyện đọc lại giúp cô nhé. Giỏi lắm, một lần nữa nào. Và bây giờ là cô sẽ xóa hết luôn cả khổ thơ thứ ba và con hãy đọc lại giúp cô nhé. À, mình sẽ tự vỗ tay khen mình nếu như mà cô đã xóa hết và mình đọc lại được khổ thơ thứ ba giúp cô. À, như vậy là cách học thuộc lòng là như vậy. À, con có thể lựa chọn hai khổ thơ mà con yêu thích, không phải là khổ 2 và khổ 3 như cô hướng dẫn, mà bất kỳ hai khổ thơ nào ở trong bài thơ những cái tên mình thích thì mình sẽ thực hiện cái việc học thuộc lòng hai khổ thơ này tại nhà giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta còn một cái hoạt động nữa rất là hấp dẫn luôn. À, tên ai cũng đẹp. Thấy không nào? Đúng rồi, tên của ai cũng đẹp cả, bởi vì cái tên rất là có ý nghĩa, cha mẹ đặt cho mình và gửi gắm bao nhiêu điều đẹp đẽ vào trong đó. Cho nên tên cô cũng đẹp nè, tên các bạn cũng rất là đẹp luôn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái việc rất là hay, đó chính là viết và trang trí bảng tên của em. Chúng ta sẽ sử dụng giấy, có thể là giấy trắng hoặc giấy màu. Rồi chúng ta viết tên của mình, sau đó chúng ta trang trí theo sở thích của chúng ta và theo khả năng của chúng ta. Chúng ta thích trang trí như thế nào cũng được. Rồi sau khi chúng ta trang trí xong, chúng ta có thể nhờ bố mẹ chụp ảnh và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình xem. Hoặc là mình có thể lưu lại trong cái hồ sơ học tập của mình để sau này khi chúng ta đến lớp, chúng ta nộp lại cho giáo viên và giáo viên sẽ sử dụng những cái tên mà mình đã trang trí rất là đẹp để treo ở những cái bảng tên lớp hoặc là những cái góc học tập của lớp, được không nào? Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn con, giới thiệu cho con một số tên mà các bạn đã trang trí, chúng ta có thể tham khảo. Tuy nhiên ở đây thì ở mức độ học sinh lớp 2 chúng ta cũng không cần phải làm thật là đẹp, chúng ta chỉ cần làm đúng như khả năng của chúng ta và ý thích của chúng ta là được rồi. Bây giờ chúng ta cùng quan sát một số hình ảnh con nhé. Đây, bạn này tên là Bảo Hân và bạn trang trí một số bông hoa cũng như là vẽ một cái khung cho tên của mình. Tiếp tục, như chẳng hạn như là bạn An Nhiên, bạn trang trí rất là đơn giản một hàng hoa ở phía dưới cái tên của mình. Và đây bạn Nhật Duy thì bạn đơn giản hơn nữa, có thể là bạn trai nên bạn cũng không thích cầu kỳ, bạn trang trí bằng những cái đường diềm, giống như trang trí đường diềm rồi vẽ thêm một gương mặt cười kế bên cái tên của mình, thể hiện mình là một người rất vui vẻ. À, như vậy thì tùy con, con thích trang trí tên của mình như thế nào cũng được, bởi vì tên của mình rất là đẹp rồi, rất là ý nghĩa rồi, bây giờ mình chỉ cần trang trí thêm một chút xíu cho nó đẹp hơn nữa thôi. Chúng ta có thể làm được không nào? Rất là giỏi và cô rất là hy vọng các bạn học sinh khối 2 sẽ thực hiện tốt việc trang trí tên của mình vào giấy nhé. À, như vậy là cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong tất cả các hoạt động của bài tập đọc những cái tên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau củng cố kiến thức lại một chút xíu con nha. À, cô muốn hỏi lại con là mình còn nhớ ý nghĩa, nội dung của bài tập đọc muốn nhắn gửi với chúng ta điều gì không? Đúng rồi, bài tập đọc muốn nhắn gửi với chúng ta rằng mỗi cái tên đều có một ý nghĩa cũng như là chứa đựng rất là nhiều điều đẹp đẽ mà cha mẹ muốn gửi gắm vào đó khi đặt tên cho con của mình. Vậy thì mình sẽ làm gì để xứng đáng với cái tên mà cha mẹ đã đặt cho chúng ta? Giỏi lắm, chúng ta sẽ chăm chỉ học tập nè, rèn luyện nè, chúng ta sẽ cố gắng học tập thật tốt cũng như là rèn luyện thật tốt để xứng đáng với cái tên mà cha mẹ đã đặt, cũng như để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Các bạn học sinh khối 2, chúng ta có thể thực hiện được không?
Rất giỏi, và cô mong là các bạn sẽ thực hiện thật tốt điều này nhé. Như vậy, cô vừa hướng dẫn xong con hoạt động còn lại của tiết học thứ hai, bài tập đọc những cái tên. Bây giờ thì cô cũng có một chút xíu dặn dò con như sau, là con vẫn tiếp tục luyện đọc lại bài thơ giúp cô nè, tập trả lời lại các câu hỏi. Con học thuộc hai khổ thơ mà con yêu thích, rồi sau đó con hãy trang trí tên của mình vào trong giấy như cô đã hướng dẫn. Các bạn có thực hiện được không? Rất là giỏi, và cô khen các bạn rất là nhiều, bởi vì hôm nay các bạn đã học tập thật là tốt. Như vậy tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các bạn. Cô mong là các bạn học tập thật tốt nha. Và cô chúc các bạn cũng như gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an. Tạm biệt các bạn.